chất lượng cũng rất là tốt. Hãy mua thêm một cái mic như thế này, rất là rẻ. Bạn sẽ không cần phải đầu tư rất nhiều cái loại mic xịn như này, chỉ để gia tăng chất lượng âm thanh của video. Hôm nay mình sẽ test cho các bạn một cái mic 70.000 so với mic của tai nghe sẵn có của iPhone và so với lại chiếc mic trên iPhone. Đây là tiếng từ cái mic 70.000, các bạn không thấy đúng không? Mình đã dí nó ở trong đây này. Đây là tiếng từ chiếc điện thoại iPhone. Còn đây là tiếng khi thu âm bằng chiếc tai nghe zin của iPhone. Cái mic 70.000 của iPhone rất là rẻ. Kinh nghiệm, cái tip của mình là mình sẽ kẹp ở trong, ở dưới cuống họng một chút, thì cái chỗ này nghe tiếng của nó sẽ ấm nhất. Mặc dù giọng mình không phải là ấm, không phải hay đâu. Ở đây có tiếng cạch cạch, anh thư ký của mình đang gõ văn bản đây, nhưng mà chúng ta không nghe thấy đúng không? Mình đang đứng ở tại một khu chợ test cái mic cho mọi người thấy là tại sao chúng ta nên có một chiếc mic và 70 thôi. Đây là tiếng và âm thanh trên chiếc mic trên iPhone. Bây giờ đến cái mic mà mình đã gài sẵn ở cổ. Mình đã luồn cái mic vào trong cổ áo này. Cái dây của nó rất là dài. Chiếc mic mà mình đang gài trên cổ áo. Ở đây thì đương nhiên ở chợ thì nó sẽ rất là ồn, nhưng mọi người vừa nghe thấy từ chiếc mic iPhone nó sẽ thu được rất là nhiều âm thanh ở trên hiện trường và là không tập trung vào cái giọng của mình. Và đây là âm thanh từ chiếc mic trên iPhone. Thì cái dây của tai nghe này nó cũng hơi ngắn, thế nên là chúng ta cũng không thể luồn được vào trong và vòng ra đằng trước xong rồi nói. Thứ hai nữa là khi mà quặn vào nó khá là bùi nhùi và lòng ngoằng. Tuy nhiên thì cái âm thanh của nó cũng là một giải pháp mà có thể chấp nhận được. Tóm lại là mic trên iPhone tiện nhất, mic theo tai nghe âm thanh tốt nhất, nhưng mà để gọn tiện và